Bóng 2020 ở Trà Vinh. Sau khi các tay giành Châu Thành giành chiến thắng trước Gen Tiểu Cần thì chúng ta sẽ được chứng kiến cặp đua cuối cùng của buổi chiều hôm nay, đó là lượt chung kết giữa Càng Long và Cầu Kè lần thứ 3 trong năm 2020. Cách đây không lâu thì Gen Càng Long và Cầu Kè cũng đã từng so tài trên mặt sông Long Bình thuộc Đại hội Thể dục Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long. Thời điểm Gen Càng Long giành chiến thắng trước Cầu Kè cả hai lượt cự ly 800m và 1200m. Và bây giờ chúng ta chờ đợi xem Gen Càng Long sẽ tiếp tục khẳng định mình hay là Cầu Kè sẽ tạo nên cuộc bứt phá ngoạn mục trên đường đua ở sông Long Bình chiều hôm nay. Lượt chung kết cự ly 800m. Cầu Kè đã khẳng định được mình khi thực hiện kế hoạch để giành quyền góp mặt ở lượt chung kết một cách hoàn hảo. Việc thắng hay thua trong cặp đua chung kết này đối với Cầu Kè, chúng tôi nghĩ không quan trọng nữa, bởi đối thủ của Cầu Kè là quá mạnh, là một đội đẳng cấp không chỉ ở Trà Vinh mà đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, việc giành chiến thắng trong cặp chung kết này ở lượt chung kết của cự ly 800m vào chiều hôm nay thì về mặt tâm lý, về áp lực sẽ thuộc về các tay giành Càng Long chứ không phải là Cầu Kè. Nhưng chúng ta chờ đợi xem các tay giành Cầu Kè và Càng Long sẽ mang đến cho người hâm mộ, những người đang thưởng thức cuộc đua này cảm giác là hăng say, và cái lượt đua giữa Cầu Kè và Càng Long có mang đến cho người hâm mộ những khoảnh khắc tuyệt vời hay không. Các tay giành đang rất cố gắng trên đường đua thì Càng Long đưa ở đường đua số 1 phía bên phải mà nhỏ quý chị và các bạn, và đường đua số 2 đó là Cầu Kè với trang phục màu trắng. Càng Long đang bứt phá, tần số của Càng Long càng ngày càng nhanh lên, càng ngày càng nhanh lên. Khi đoạn điểm về đến chỉ là 10m mà thôi, Càng Long đang nắm trong tay chiến thắng. Các tay giành Cầu Kè hãy cố gắng lên. Như vậy là chiếc ghe Càng Long đã chạm đích, Càng Long đã chạm đích và chỉ hơn Cầu Kè khoảng 4-5m nước mà thôi. Dù sao thì Cầu Kè cũng đã cố gắng và tạo ra cuộc bứt phá với Càng Long. Như vậy lượt chung kết cự ly 800m đồng hàng nam giải đua ghe ngò nhân dịp lễ hội Ốc Ngò Bóng 2020 ở Trà Vinh đã khép lại chiều hôm nay với chiến thắng thuộc về ghe ngò Càng Long. Một kết quả mà rất nhiều người đã dự đoán Càng Long sẽ đoạt chức vô địch ở cự ly 800m và những cự ly tiếp theo khi Càng Long tham dự, đó là cự ly 600m. Như vậy là kết thúc cự ly 800m giải đua ghe ngò phong trào ở Trà Vinh nhân dịp lễ hội Ốc Ngò Bóng của đồng bào Khmer 2020. Đội ghe ngò chùa BC Padaram Càng Long đã đoạt được chức vô địch